Dạ vâng ạ, Alun Audio xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác. Xin hân hoan chào mừng các bác và toàn thể quý anh chị em đã đến xem và tham khảo các thiết bị âm thanh trên kênh của cửa hàng. Và kính thưa các bác thân mến, trong clip tiếp theo này thì em xin được trân trọng giới thiệu, quảng cáo và review. Đặc biệt là sẽ báo giá chi tiết nhất, cụ thể nhất về dòng sản phẩm. Đó là những bộ mic không dây, hàng xịn chính hãng đến từ thương hiệu của Đức. Tên sản phẩm là AMG, mã số là KM1. Và thưa các thân mến, lời đầu tiên em xin được khẳng định đây là những bộ mic hàng xịn chính hãng do công ty AMG sản xuất. Với dòng mic này thì nó được các bác khách hàng cùng tất cả quý anh chị em đánh giá là chất âm rất là hay, sóng khỏe ổn định. Và nó là dòng mic 6 số có chế độ tự ngắt các bác nhé. Và thưa các thân mến, theo như ý của em là các bác khách hàng đánh giá cũng như là những lời giới thiệu của em nó cũng không thiết thực bằng em sẽ test thử một đoạn và em sẽ nghêu ngao để các bác cảm nhận, có đúng không ạ? Và em xin được giới thiệu về phần giá luôn, vì có rất nhiều các bác rất là sốt sáng, đúng không ạ? Những bộ mic không dây AMG, mã số là KM1, 6 số tự ngắt, hàng chính hãng này thì em xin được chào bán với giá là 4.500.000 đồng trên một bộ. Giá trên là em bao ship tới tận nhà cho các bác cùng mọi người. Và có cái điều đặc biệt hơn trong video này, đó là em xin được trân trọng chia sẻ, em tặng luôn cho các bác hai đôi pin sạc và một cốc sạc pin Palo các bác nhé. Đây em xin được cầm pin em chia sẻ luôn mọi người nhé. Đây ạ, với giá siêu khuyến mại tháng 7 này, đó là 4.500.000, em tặng các bác hai đôi pin sạc Palo 3000mAh, pin xịn mọi người nhé, dòng rất là khỏe, các bác hát 10 tiếng không hết pin, và một cốc sạc. Ok chưa ạ? 4.500.000. Và để em sẽ ca một đoạn để các bác của anh em tham khảo nhé. Ok ạ, đây. Và đây chính là tay mic các bác ạ, các bác xem nhé. Đây chính là tay mic AMG, mã số là KM1, tay màu ghi xám cực đẹp luôn. Và những bộ mic này em đã chào bán từ những năm 2018 đến nay, nó rất là bền. Anh em sử dụng rồi cứ cho ý kiến đúng không ạ? Các bác thấy tiếng mic thế nào ạ? 6B hay 6B? I O 9 6 7 9 10 hay hay 6B đó. Và em xin được nghêu ngao một đoạn các bác nhé. Em hát không hay nhưng các bác cảm nhận tiếng mic rất là dày và ấm tiếng, sóng cực kỳ là ổn định mọi người nhé. Hay 6B, em xin phép mở lên và sẽ là một đoạn trong ca khúc Đêm Lang Thang. Xin mời các bác. Bác của anh em rất là nhiều, và với những lời tư vấn và những lời chia sẻ của em thì em mong muốn các bác hãy cố gắng một chút và mua những bộ mic không dây hàng chính hãng, thì cái tiếng mic nó rất là chuẩn, nó dày tiếng mic, nó không bị xé. Và đặc biệt là khi các bác cất cao cái lời hát để phiêu theo cái đoạn nhạc, nó không bị vỡ tiếng. Ví dụ em sẽ phiêu một đoạn nhé. Em ơi, thở dòng ngày xưa em đừng thề, đúng không ạ? Đó là chính là cái chất của mic không dây hàng xịn mọi người nhé. Và thưa các bác thân mến, em xin được bảo hành cho các bác của anh em mic không dây AMG, đúng không ạ? Là hàng xịn công ty, hàng chính hãng, không phải là hàng đặt tên. Ok chưa? Thương hiệu công nghệ dây chuyền của Đức mọi người nhé. Và em khuyên thêm và tư vấn thêm, chia sẻ thêm với các bác của anh em một chút. Nếu như mọi người mà mua những bộ mic không dây mà là hàng đặt tên thì mọi người cũng mua bộ khoảng trên 3 triệu mọi người nhé. Thì cái tiếng nó đạt tiêu chuẩn một chút. Còn mua bộ mic không dây rẻ quá, không hát đâu các bạn ạ. Còn nếu chưa có điều kiện thì thôi, nếu nào có thì mình mua bộ cơ bản một chút. Còn nếu không cứ làm cái mic có dây khoảng 400-500 các bạn, hát tuyệt vời rồi. Ok. Và thưa các bác thân mến, các bác của anh em có nhu cầu mua sắm những bộ mic không dây hàng xịn chính hãng AMG có mã số là KM1 thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua các số máy ở trên tấm biển. Và bài test vừa rồi em test với mic AMG KM1 bộ dưới cùng, vang số Tech Pro C8 đó.
Còn đây ạ, nếu như các bác có điều kiện hơn thì mọi người mua những bộ mic không dây hàng chính hãng của BBS, bộ UT58 và đồ sao này, hàng VIP, giá ngoài 8 triệu. Còn vừa tiền hơn nữa thì mọi người lấy bộ mic BS các bác nhé, mã số là VX900. Đó, giá của nó là 3 triệu 8. Ok chưa ạ, 3 triệu 8. Còn bộ mic AMG này đúng giá của nó là 4 triệu 8 mọi người nhé. Em đang siêu khuyến mại 300 ngàn ạ. Siêu khuyến mại giảm 300 ngàn, 4 triệu rưỡi. Còn giá của nó là 4 triệu 800 ngàn đồng mọi người nhé. Ok, em xin phép gửi lời chào các bác ạ. Hẹn gặp lại các bác của anh em ở những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.